the day. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year.
Well, I'm sorry if it sounds kind of bad, just that I'm worried. I'm so worried that you let me down, because
sao anh chẳng nói để hoa câu rụng trắng đêm trắng buồn hoa. Dẫu trái tim hờ hững sẽ quên tên một người.
trọn đời vui nhé anh nhé, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân, mọi sầu đâu sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào, mình trong tay nắm tay.
Cái báo cáo với các cụ hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của ông bà Thắm và các cụ dưới nhà. Thì ông bà Thành đang ở trên Băng Ninh sửa cái lễ và là ăn hỏi và là dẫn cưới. Để báo cáo với tất cả các cụ ông các bà và cũng là để nhờ các ông các bà báo cáo với cầu tiên về việc trong nam dưới nhà cũng có tìm hiểu và được sự chỉ của các cụ ông các bà. Tiếp theo thì hôm nay gia đình đã hình thành lễ vật xuống thì các cụ trong cái đoàn đi hôm nay thì báo cáo các cụ là có ông bà Tiếu là chị của ông bà Thành, và đây là bà Thành là mẹ Nam. Bà Thành hôm nay là sức khỏe yếu nên đây là hôm nay là hơi mệt một tí không thể xuống được, nên mong các cụ tha lỗi. Thì nữa thì là có các chị em của bà Thành, thì là các anh em con cháu trong nhà bên nội bên ngoại đều có mặt đầy đủ. Đây, xin báo cáo với các cụ như vậy. Cảm ơn các bà lại nhận cho hai thì sự chủ nhiệm của ông như đây là người gọi là cụ trưởng của làng, đồng thời là cũng là người cao nhất họ. Thì cụ bây giờ năm nay là 87 tuổi cho nên là cũng muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng mà cụ lại nhận cho con cháu là nên thay mặt cho họ để mà xin có nhờ với các cụ ở nhà trai. Tôi thì cũng là cái duyên cái số của hai cháu Nam và cháu Dung, cháu tìm hiểu nhau và theo cái luật pháp thì cháu Nam nữ mà chưa vợ chưa chồng thì có quyền được tìm hiểu nhau và có quyền được xây dựng hạnh phúc trăm năm. Thế thì chúng tôi thì là cha là bác là chú thì và nói chung hai họ chúng ta thì có trách nhiệm là vun vén cho hạnh phúc của các cháu. Khi bác của chúng ta thì nói chung là ở phía Bắc Ninh như đây thì nó cũng có những cái tương đồng. Thế thì hôm nay là ngày lành tháng tốt mà họ nhà trai đã sửa lễ lên, trước hết là để kính báo tổ tiên là các cháu được có cái ý nguyện là muốn xây dựng hạnh phúc trăm năm và hai họ đã vun vén cho các cháu. Thế là thông báo với tiền cái thứ hai nữa là làm ăn hai họ. Rất là phấn khởi với cái tinh thần là một năm trăm năm cho hai cháu. Thế còn về nghi lễ thì chúng tôi về họ nhà gái thì là phải theo họ nhà trai rồi, theo chức tộc rồi. Thì tôi cứ là bên họ nhà trai sắp sửa như thế nào là chúng tôi thì chấp nhận như thế, và cũng là chủ động trong cái việc mà tổ chức những ngày đại lễ cho các cháu như nào đấy. Thì là chúng tôi là vợ gái thì cũng cứ là phụ thuộc vào họ nhà trai, thế họ nhà trai là thì là sau này ra ký được các công việc thì chúng ta hai họ là có trách nhiệm để mà tổ chức cái ngày hôn lễ cho các cháu nó một đây là có một lần thì là hết sức là vui vẻ long trọng. Và thay mặt cho họ nhà gái thì chúng tôi xin báo cáo với các cụ đại diện cho họ nhà trai xin chúc họ nhà trai sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc thịnh vượng và thanh nhã. Xin cảm ơn các bạn. Xin ý kiến của cụ và phát biểu cho ý kiến. Khi xong thì xin kính mời các cụ cái mở lễ thắp hương. Mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng một túp liều tranh, một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng, cho đến ngày mai dù mưa hay nắng lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời xung vầy thì đâu có chi lập biến và chờ.
theo em cùng thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn mới xâm miếng chầu cây một buông câu trắng một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng một túp liều chanh một vầng trắng tròn một vầng trắng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng cho đến ngày mai dù mưa hay nắng lòng ta vẫn thắng mà đổi chúng ta xây dựng đời này ta có bàn tay vậy thì đâu có chi lập biến ba trời ta có bàn tay một tình yêu này một đời xung vầy thì đâu có chi lập biến ba trời ta có bàn
Chim câu.
Xin thay mặt cho họ nhà trai ngày đầu xuân năm mới. Xin thay mặt họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu. Có mặt bà dì cháu ở Hà Nội, bà áo đỏ ngồi trong góc kìa. Này. Thế sau đây tôi xin nhường lời cho ông Hoàn bên họ nhà gái xin có ý kiến. Xin mời ông. Good. Thưa các cụ, các ông, các bà, đặc biệt là chị con Thành, thì hai cháu cùng vợ chồng Nam do duyên trời vun rủi cho nên là các cháu đã tâm đầu ý hợp và
chiếc nhẫn thiêng liêng cho ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Sao thương nhớ ngày đầu tình yêu bơ ngơ giấc mơ hồng, để một ngày tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm với tình yêu. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau trong cuộc sống. Từ nay đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã
chiếc ngọn đèn vàng anh nhớ em, anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ một sáng tình giấc mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ. Tình giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Với bao niềm yêu thương cuộc đời,
vun đắp cho hạnh phúc đôi đôi. Một lần nữa xin thay các ông, các bà và quan khách của họ nhà gái cũng như của hai họ mẫu đã quyết định xây dựng đứa đôi thành vợ thành chồng. Nhưng trước hết đây là sự cho phép của chính quyền và được sự đồng ý của hai họ và nhất là của ông bà Thanh và ông bà Ngọc Sáng. Mới có ngày hạnh phúc hôm nay, trong ngày vui hôm nay, các cháu có được thành viên họ nhà gái cho cháu dâu lên làm lễ gia tiên để chính thức là dâu hiền của gia đình dòng họ chính chúng tôi. Thế, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và thay mặt cho họ nhà gái của hai gia đình
đã chọn được ngày lành tháng tốt để xây dựng thành phúc trăm năm cho hai cháu Nam và Dung. Thì cháu xin phép các cụ là cháu cũng được sự ủy quyền của ông Thấm và bà Sán cháu là người cháu giúp cháu về làm con đó. Và cho phép cô Dung chú rể mời nước mời sắc mì hoàng tô thắm cho ngày vui mừng tân hôn chúc chú rể mới tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau cô dâu xinh quá xinh là xinh bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi bà con hai họ chúc mừng mong đôi vợ chồng duyên mới cho bền lâu trăm năm duyên tình vợ chồng duyên mới cho